Mặc dù đã không còn được sử dụng từ lâu, song việc ứng dụng trò chuyện trực tuyến Yahoo Messenger chính thức ngừng hoạt động từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 8 thì vẫn khiến cho không ít người thuộc thế hệ 8X và 9X đời đầu cảm thấy rất là tiếc nuối. Và ngày hôm nay trên mạng xã hội và trên các diễn đàn tràn ngập những lời chia tay, những câu chuyện kỷ niệm gắn liền với ứng dụng từng một thời là cầu nối giúp kết nối yêu thương, thắt chặt tình bạn cho hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam. Nhưng cầu nối này không mất đi hoàn toàn mà thay vào đó là một phiên bản mới hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Mặc dù về cơ bản thì người dùng sẽ được trải nghiệm Yahoo Messenger một cách hoàn toàn đầy đủ như trước, nhưng việc phiên bản cũ đã gắn bó rất nhiều năm với không ít người biến mất đã không khỏi để lại cảm giác rưng rưng như thể là chia tay một người thân thiết. Sau 18 năm hoạt động, từ hôm nay, người dùng sẽ không thể đăng nhập và gửi tin nhắn qua ứng dụng Messenger của Yahoo như trước. Thay vào đó, hãng sẽ nâng cấp một phiên bản mới tiện ích hơn. Tuy nhiên, với việc nhiều năm qua không còn nhiều người sử dụng, thì đây có thể coi là đoạn kết cho một ứng dụng từng một thời gian làm mưa làm gió, không chỉ riêng tại Việt Nam mà trên khắp thế giới. Nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu cũng đã chia sẻ những kỷ niệm vui buồn về một thời thường xuyên lê la ở các quán internet để chat chít, gặp gỡ, làm quen với bạn bè bốn phương. Thậm chí có những cặp đôi ở các tỉnh thành xa xôi chưa hề quen biết nhau ngoài đời nhưng lại nên duyên từ mạng ảo nhờ công cụ tìm kiếm bạn bè trên các phòng chat. Bên cạnh những biểu tượng cảm xúc dễ thương, những tên nick chat độc và lạ thì phong nền chat cùng với tiếng buzz khiến mọi người giật mình cũng là ấn tượng khó quên đối với người dùng Yahoo ngày ấy. Vâng, đúng là 18 năm qua thì ứng dụng này đã trở thành cầu nối giúp kết nối bạn bè ở khắp mọi nơi, thậm chí nó còn trở thành cánh cửa giúp cho giới trẻ khi ấy còn có cơ hội làm quen và trò chuyện với bạn bè ở nước ngoài nữa. Và nhiều mối tình cũng đã nảy nở từ những phòng chat hoặc là từ blog 360. Có những cặp đôi đã quen nhau rồi yêu nhau sau những đêm thức trắng để chat qua Yahoo. Và trong ít phút nữa trong tiểu mục chuyện tối nay, quý vị sẽ được gặp gỡ với một cặp đôi cũng nên vợ nên chồng nhờ bà mối Yahoo Messenger. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.